Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Đồ Giò. Bên mình tàu lao chạy bên đao Trần Hoàng Đại Lâm Bô Lô Tà Ly. Và Đại Lâm chuyện bên đây. Đi chứng hành trong Kính Lâm là Sơn China và Ân Xây Dựng. Còn bên kia là Mắc Kiến Đất Bay và Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Hiện tại bây giờ Hoàng Di Cọp Gò Sòi đang luyện công về kỳ nha các bạn. Còn đây là chai Gel Boy Lip Roll. Chai này là chai xoa bóp nha. Có cái đồ lăn bên hông luôn nha các bạn. Đây là đồ lăn lăn luôn nha, răng cửa lăn nha. Còn đây là Lip Roll và Lip Roll. Đây, chai này có cái đồ lăn lăn bên hông nha. 1-0 nghiêng về cho Hoàng Di. 2-0. Còn đây là Mã Cha So. Hai không nghiêng về cho Hoàng Di Cọp Gò Sòi và Mắc Kiến Rắp Bay. Hoàng Di thật sự rất đa năng các bạn ơi. Đầu dò Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Còn đây là một pha quá khó rồi cho Mắc Kiến Rắp Bay. Còn đây là cái nhóm sân trong của đầu dò, nhóm sân trong. 1-2. Hai đều. Lip roll, gel boy chơi. Gel boy xoa bóp đau mỏi vai gáy. Chai lạnh thì gheo lạnh thì phục hồi các cơ bắp nha các bạn. Sau khi một ngày chơi thể thao hoặc là quá tải đó, gheo lạnh so vào các khớp sẽ phục hồi cho cơ bắp mình nha, rất tốt nha. 105.000 một chai. 4 ra ngoài. 3-2. Còn đây là chai lip rồi lạnh, lip rồi tan máu bầm, giảm đau tan máu bầm, tài trợ cho bóng đá V-League Việt Nam chúng ta. Đáng tiếc cho Sơn China. Phạt bóng ra ngoài. Ba đều. Lại là Ân Xây Dựng đánh bóng ra ngoài. 4-3. Đây là Sơn China. Sơn China và Ân Xây Dựng, một cặp con gà rắp bay. Mắc Kiến Rắp Bay. Lại là bóng chạm lưới lan. 5-3. Quá ghê cho Hoàng Di. Một pha phá bóng ngay góc chưa. 6-3 đổi sân. 6-3 đổi sân. Đây là Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Hiện tại bây giờ đánh bóng rất chuyên nghiệp không các bạn. Bao tay bao tay đỡ cho đau dập tay nha các bạn. 6-3. Bóng ra ngoài. 4-6. Một pha vuốt bóng áp phê rồi của Mắc Kiến Rắp Bay. 4-6. Đáng tiếc cho Sơn China. Bảy bốn.
ăn bỏ à? Bởi gì à? Hả? Lớn rồi không đàng hoàng xăm nữa à? Lại là bóng ra ngoài 8-4. Lợi thế quá lớn nghiêng về cho cọp Hoàng Duy. 8-4. Chơi gheo bồi á anh mới đâu nè. Chầm lên năm. Nè, cái chơi này chơi gheo, bữa hổm là chơi xịt. Chơi cái này chơi gheo. Đáng tiếc cho Hoàng Duy đánh bóng ra ngoài. Sáu tám. 12 điểm tới nha các bạn. 6-8 rồi. Bóng ra ngoài 9-6. Quá khó. Có thể nó một pha đường y quá khó cho mặt kiên đáp bài. 7-9. Có thể nó một pha đường y quá hay vừa rồi cho Sơn China. 7-9, 8-9. Pha bóng gì rồi? 8-9. Pha ngay góc chưa? 8-9. Chưa biết điều gì đang xảy ra. Quá khó, quá hay cho mặt kiên. Hoàng Duy phòng thủ tốt. Một pha tập trung của Hoàng Duy. Đáng tiếc cho Hoàng Duy. 9 đều. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn rồi. 9 đều. Còn đây là Khoa An Giang đang massage cho Thụy. Khoa An Giang huấn luyện viên kim massage tất cả các phụ nữ. Ok. 9 đều. Đáng tiếc cho anh. Có thể nói là một dùng từ đáng tiếc thôi. 0-9.
lại là marking. Pha trước thì là ân, còn pha này là marking. Mời đeo. 12 điểm tới, mời đeo. Mời đeo. Đang tiếc cho Hoàng Duy. Có thể nó một pha quá đơn giản vừa rồi. Hoàng Duy đánh bóng ra ngoài. 11-10. Sau khi đổi sân là 6-3. Còn hiện tại bây giờ là 11-10. Nghiêng về cho bên Sơn China và Ân xây dựng. Phải. 11 đều bóng ra ngoài. 11 đều. Mười một đều. Chạy cuối cùng. Hoàng Duy là người kết thúc tốt pha bóng vừa rồi. Không thể hiểu nổi pha bóng vừa rồi như thế nào. Tại nó một pha rớt trước lưới vừa rồi, cắm bóng xuống. Quá khó cho anh xây dựng vừa rồi. Xin chúc mừng Hoàng Duy cọc rồi rồi. Và mắt kính nó bay vào bờ. Đây là Lip Pro. Đây là chai gheo nha các bạn. Chai gheo nóng nha. Còn đây là Lip Pro, Lip Pro. Đây là chai lạnh. Tan máu bầm giảm đau tức thì. Tiếp tục thi đấu nha. Ngoài.